Khoảng 15 giờ ngày hôm nay 14 tháng 5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng của một doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm nhiều người chết và bị thương. Chiều 14 tháng 5, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu nhiều nạn nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Thời điểm đó, hàng chục thợ xây đang hoàn thiện một bức tường nhà xưởng cao hơn 10 mét. Bất ngờ, bức tường đổ sập, kéo theo khung giàn giáo đang có nhiều thợ làm việc bên trên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt, huy động máy đào cứu những bệnh nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tại hiện trường, bức tường cao khoảng 5 mét, dài 100 mét, sập nghiêng sang một bên. Xung quanh nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang. Cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu phá bức tường để tìm kiếm người. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có 8 người đã tử vong tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Bên cạnh đó còn có nhiều người bị thương nặng nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện. Hơn 10 máy xúc vẫn đang khẩn trương cẩu móc bức tường sập, đào bới đống đổ nát, tìm kiếm thêm các nạn nhân. Theo các nạn nhân, hiện còn nhiều người bị vùi trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ của tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, chúng tôi đang tiến hành xác minh, chỉ đạo các lực lượng để tiến hành cứu chữa cho người bệnh. Số liệu chính xác thì vẫn chưa nắm cụ thể. Công trình sập tường thuộc công ty AV Healthcare của Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa. Diện tích thuê tại khu công nghiệp Giang Điền là hơn 21.000 m2. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.